Kính thưa tất cả các anh chị, chúng ta đang sống trong tuần thứ ba của mùa phục sinh. Và nếu chúng ta để ý thì trong suốt tuần lễ này, chúng ta đang nghe tin mừng của Thánh Gioan. Và Thánh Gioan đang nói về diễn từ bánh hằng sống. Hàng ngày chúng ta vẫn nghe lời khẳng định của Chúa Giêsu: tôi là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ có sự sống đời đời. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy là người ta bỏ đi bởi vì chịu không nổi. Lời gì mà chói tai quá, làm sao ông có thể lấy thịt và máu của ông để nuôi chúng tôi được? Quả thật, nếu chúng ta là những người sống đồng thời với Chúa Giêsu thì chắc chắn chúng ta có lẽ cũng giống như những người Do Thái mà thôi. Làm sao ta có thể tưởng tượng mình ăn thịt người khác? Ngày hôm nay nếu các bạn đi vào Google, các bạn đánh cái chữ ăn thịt người thì bạn nào mà yếu bóng vía có thể bỏ ăn một tháng. Người ta có thể cầm cái đùi của một đứa trẻ gặm giống như kiểu ta cầm cái đùi của con gà. Người ta có thể ăn một cái thai nhi hầm thuốc bắc giống như kiểu ta ăn một con gà ác hầm thuốc bắc. Các bạn có thể tưởng tượng được điều đó hay không? Người ta nói rằng hổ dữ không ăn thịt con. Thế nhưng mà làm sao có thể tưởng tượng ra được con người lại ăn thịt đồng loại của mình? Trong cái nhìn tự nhiên chúng ta sẽ không thể chấp nhận được. Vậy thì làm sao Đức Giêsu bảo rằng ai không ăn thịt và uống máu của tôi thì không có sự sống? Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Giáo huấn đó không phải dễ dàng và không phải dễ nghe. Tạ ơn Chúa bởi vì chúng ta đã đón nhận đức tin và chúng ta được ơn của Chúa đặc biệt lắm. Chúa chuẩn bị cả một lịch sử dài, bao nhiêu ngàn năm Cựu Ước sang Tân Ước, để cho chúng ta đón nhận một cái điều kỳ diệu, đó là bí tích thánh thể. Có nhiều cái cách để tiếp cận bí tích thánh thể, có nhiều cái cách để trình bày về thánh thể. Tôi xin chọn một cách thức đơn giản nhất, tiếp cận với thánh thể bằng những gì rất bình thường của đời sống. Tôi thiết tưởng điều mà cần thiết nhất đối với chúng ta trong đời sống của một con người, đó là miếng ăn. Giàu có hay nghèo hèn, trí thức hay bình dân, già hay trẻ, nông thôn hay thành thị, tất cả đều có chung với nhau miếng ăn. Miếng ăn là cái gì đó cần thiết cho đời sống để nuôi dưỡng chúng ta. Miếng ăn để làm cho chúng ta thắt chặt thêm tình huynh đệ. Miếng ăn để bày tỏ sự hiệp thông với những con người, chia sẻ một bữa tiệc. Rồi miếng ăn còn diễn tả cái mối hiệp thông sâu xa với cả những người đã khuất, chẳng hạn như một bữa ăn dỗ. Cho nên, nhất là ta sống ở cái hoàn cảnh Việt Nam của chúng ta đó, ta thấy dường như trong văn hóa của chúng ta, văn hóa nói miếng ăn hay là văn hóa ẩm thực đó, miếng ăn có thể nó xen vào trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chúng ta thử tưởng tượng coi, đi ăn sinh nhật, đi ăn đầy tháng, đi ăn thôi nôi, rồi thì ăn gì nữa? Đi ăn cưới, đi ăn đám hỏi, đi ăn đám ma, đi ăn đám đặt trầu, đi ăn mừng kim khánh, rồi chết rồi thì ăn đi ăn dỗ. Dường như cái ăn nó gắn vào trong mọi lĩnh vực. Tôi khởi đi từ cái miếng ăn đơn giản như vậy. Và cái chủ đề của bài học tôi gọi là từ bữa ăn thường nhật đến bữa ăn mang tính tôn giáo. Ta tiếp cận cái đó trước, trước khi ta bàn về bí tích thánh thể. Trong một bữa ăn đó, thì ta thấy nó có nhiều yếu tố. Trước hết đó là nuôi dưỡng. Người ta ăn để sống. Khi mà tôi được sinh ra thì mẹ tôi bảo rằng tôi 3 ký 7. Sau 40 năm thì tôi lên cân thì tôi thử được mình được 7 ký 3. Sinh ra thì 3 ký 7, 40 năm sau thì được 73 ký. Như vậy nhờ đâu mà tôi có được một cái thân xác ngày hôm nay? Dĩ nhiên nhờ sữa của mẹ, nhờ cơm của cha. Tôi phải nhờ đến những cái thức ăn như là hoa trái, ruộng vườn, sản phẩm lao tác hay là
quà tặng của Thiên Chúa. Nói bằng cách giản đơn, chính nhờ lương thực hàng ngày mà mỗi chúng ta được lớn lên, được nuôi dưỡng. Miếng ăn ngoài cái ý nghĩa là cung cấp dinh dưỡng chất để tạo ra những năng lực để chúng ta sống và làm việc, thì nó còn có một chức năng ta gọi là chức năng trong thể hiện cái tương quan xã hội. Nhất là ngày hôm nay chúng ta thấy người ta hay diễn tả các cái tương quan qua bữa ăn lắm. Quen nhau rồi, tối nay đi ăn tối được không? Từ cái bữa ăn tối đó, rồi có khi mới gọi là hiểu biết nhau, quan tâm đến nhau, rồi có khi đẹp duyên thì lên vợ lên chồng. Rồi người ta có thể ký những cái hợp đồng mà không phải trên bàn giấy, người ta ký những cái hợp đồng trên bàn ăn, còn thể hiện cái mối tương quan giao hảo xã hội, giúp con người hiểu nhau hơn, giúp con người đi vào sự cảm thông. Ở đây ta có thể nhìn thấy cái khía cạnh hiệp thông của bữa tiệc. Hai người đánh nhau là kẻ thù của nhau thì khó dơ ly lên vô 100% lắm. Kẻ thù của nhau thì không ăn cùng mâm, ngồi cùng bàn được. Phải là bạn hữu, phải là tương quan. Và để có một bữa ăn như vậy, ta thấy có một yếu tố không thể nào người ta ăn qua TV hay trên Internet được. Mà để có một chia sẻ một bữa ăn thực thụ thì đòi hỏi có sự hiện diện. Đòi hỏi có sự hiện diện. Khi nói về bí tích thánh thể đó thì có một cái buổi tôi thuyết trình ở trên trung tâm mục vụ Sài Gòn. Thì có một ông cụ bảo với tôi thế này: "Bởi thưa cha, con già cả yếu, con đi lễ ở trên TV có được không?" Bảo dạ được, với điều kiện hàng ngày bác dùng 3 bữa trên TV. Ăn mà ăn trên TV thì ăn làm sao? Ngoài Bắc họ có một cái từ là chúng con ăn qua loa. Đi lễ qua loa, nghe giảng qua loa, ăn qua loa. Cái loa người ta bắt ra ngoài ngồi mà nghe thôi. Nếu mà bạn ăn qua loa được, bạn đi lễ sẽ đi lễ trên TV được. Ở đây cần phải có một sự hiện diện thể lý, hiện diện cụ thể, và lúc bấy giờ thì mới có thể chia sẻ cho nhau cái bữa tiệc huynh đệ. Và rồi bữa ăn thì chúng ta thấy là ngoài cái khía cạnh là sự hiện diện thì đồng thời nó có cái khía cạnh ta gọi là sự chia sẻ. Ăn thì không phải chỉ ngồi nhìn thức ăn, mà chia sẻ cho nhau những cái thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Đối với Tây Phương thì họ không giống thói quen của chúng ta. Người Việt của chúng ta có thói quen, ta gắp cho người khác, mời bác dùng đi. Một miếng nào đó ngon, ta bỏ sang chén của người bên cạnh. Cái văn hóa đó, chia sẻ cho nhau cái thức ăn, chia sẻ thức ăn. Và để có được thức ăn mà chia sẻ như vậy thì người ta không thể không nói đến cái yếu tố gọi là sự hy sinh. Để có một bữa ăn, nhất là các chị thấy mình vất vả như thế nào, lặn lội vào trong chợ, đường thì nó sình lầy, vô cái chợ cá nó vất vả, sắn quần móng lợn lọp ọp, mua được một con cá đưa về. Rồi bắt đầu phải hì hục làm vảy, rồi bắt đầu nấu nướng. Nhà ở đây thì xài bếp điện, bếp ga, chứ ở nhà quê chúng em cúi xuống mà thổi cho đến khi nào mà hai mắt đỏ lừ lên là rơm nó mới cháy. Có được một miếng ăn vất vả lắm, vất vả lắm. Cái người làm đã vất vả, nhưng mà cái người ăn có khi cũng vất vả cơ. Vì quý, quý anh em, quý bạn bè lắm mời, mà không lẽ không đi, người ta bảo đúng là bắt cháo chạy 3 quãng đồng. Chạy cả mấy chục cây số trời nắng như thế này đến, chỉ để ăn bữa dỗ rồi đi về. Đâu có muốn ăn đâu. Tôi nói cái này gọi là cái sự chia sẻ chân thành đó. Đối với anh em linh mục chúng tôi bây giờ, mà gọi là phải đi ăn cỗ, ăn tiệc, đó là một sự hy sinh lớn. Một buổi tối chỉ muốn ở nhà ăn một chén cơm rau hay một bát cháo cho nó nhẹ bụng. Cứ thế này ngày mai đám cưới, mốt rồi nó thôi nôi, ngày kia nó mừng đầy tháng. Khổ lắm chứ không phải đơn giản. Nhưng mà có khi không đi không được, thôi thì hy sinh mà đi. Hy sinh mà đi. Ở đây tôi nói một cái khía cạnh thực tế và cho thấy cái ý nghĩa của nó. Để có một bữa tiệc, một bữa ăn đòi hỏi một sự hy sinh nữa. Hy sinh để làm ra thức ăn ấy, hay là hy sinh để mà chia sẻ cái thức ăn với những người thân của mình. Và bữa ăn không chỉ dừng lại ở khía cạnh như chúng ta đã nói, đó là một sự hiệp thông, đó là sự hiện diện, đó là sự chia sẻ, đó là sự hy sinh. Mà có khi bữa ăn còn mang tính cách tưởng nhớ nữa. Chẳng hạn hôm nay là ngày lễ giỗ, thưa tất cả anh chị em, ngày hôm nay giỗ bố của tôi. Hôm nay là kỷ niệm ngày cụ được
3 năm về với Chúa, để chúng ta hiện diện nơi đây tưởng nhớ đến cụ, cầu cho cụ câu kinh, và xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho cụ. Tin rằng nếu mà nơi thiên quốc thì cụ không bao giờ quên tất cả chúng ta. Như vậy cái bữa ăn không chỉ dừng lại ở chia sẻ thức ăn mà còn tưởng nhớ đến người đã khuất. Tưởng nhớ đến người đã khuất. Ta thấy ở đây bữa ăn mang tính cách tưởng niệm. Và bữa ăn cũng không chỉ dừng lại ở khía cạnh tưởng niệm, hoàn toàn là tinh thần như vậy, mà bữa ăn còn có khi mang tính tôn giáo. Bữa ăn tôn giáo. Chúng ta thấy đối với những người không cùng niềm tin của chúng ta, thì những ngày lễ, ngày Tết, làm gì thì làm, giàu hay nghèo, người ta vẫn phải làm bữa cơm mà cúng ông bà tiên tổ. Dứt khoát như vậy, phải có bữa cơm để mà cúng. Cái bữa tiệc, cái bữa cơm ấy không chỉ đơn giản là bữa ăn để chia sẻ, mà còn là một cái sự hiệp thông với những người đã khuất, hay có khi là hiệp thông với thần thánh. Cho thấy đó là những cái yếu tố bình thường cùng bữa ăn trong đời sống thường nhật. Và bây giờ ta nói sang bữa ăn mang tính cách tôn giáo. Không phải chỉ là những nền văn hóa mang tính cách tôn giáo rõ rệt như là Do Thái giáo, mà ngay cả những nền văn hóa bán khai, văn hóa nông nghiệp, tức là những nền văn hóa còn bị chi phối bởi những cái thế lực thiên nhiên, thì chúng ta thấy cái dấu vết tín ngưỡng của các bữa ăn còn được ghi rất đậm nét. Chẳng hạn chúng ta thấy rằng bữa ăn mang tính cách tôn giáo như là bữa giỗ người quá cố, hay là cúng tạ ơn đầu năm, cuối năm, cúng tạ ơn khi mà tai qua nạn khỏi, hay là chúng ta thấy trong những cái gia đình đó, khi gả vợ gả chồng cho con cái thì cũng có bữa cơm rồi giới thiệu con cái với lại tiên tổ, xin ông bà chứng giám cho hôm nay cháu đích tôn của ông nó đã thành gia thất, xin ông chúc lành cho cháu nó được gia đình êm ấm hạnh phúc, vân vân. Như vậy thì những cái bữa ăn đó ta thấy mang cái tính cách tôn giáo. Bữa ăn này không chỉ là sự hiệp thông giữa con người mà còn là sự hiệp thông với thần linh, hiệp thông với đất trời. Trong Cựu Ước chúng ta thấy những bữa ăn mang tính thiêng liêng, chẳng hạn như là dân tế lễ Thiên Chúa và chia sẻ phần tế phẩm, hay Abraham khoản đãi các sứ thần của Gia-vê. Và chúng ta không thể không nói đến đó là bữa ăn vượt qua của người Do Thái. Bữa ăn này có thể nói là tiền thân của bữa tiệc thánh thể sau này. Chúng ta dành một chút thời gian để tìm hiểu về bữa ăn của người Do Thái, bữa vượt qua mang tính cách tôn giáo. Tất cả những bữa ăn tôn giáo của người Do Thái thì quan trọng nhất là bữa ăn vượt qua. Khi mà dân còn sống cái chế độ du mục đó, thì lễ vượt qua phải được cử hành vào ngày 14 tháng Abib, nghĩa là khi mà mùa đông chấm dứt, bắt đầu sang mùa xuân. Ngày lễ này đó, khi mà mùa xuân đến, cỏ cây tươi tốt, thì thánh lễ, cái lễ mà người ta dâng để mà xin Gia-vê chúc phúc cho đàn gia súc của họ được sinh sôi nảy nở và có được cái thức ăn đó, ta thấy mang một cái ý nghĩa giống như là cầu mùa vậy. Ý nghĩa xin Chúa chúc phúc. Khi mà mùa đông kết thúc, khi xuân sang, thì mỗi gia đình phải dâng cho Gia-vê một con chiên hay một con dê một tuổi và xin Ngài chúc lành cho đàn chiên của mình trước khi lùa đàn chiên đến những đồng cỏ. Và người ta lấy máu chiên hay máu dê sát tế để bôi lên trên cửa với mục đích trừ tà. Chúng ta thấy trong cái ngày lễ thứ năm tuần thánh đó, thì đọc cái bài đọc trong sách xuất hành đó, thì cái việc mà lệnh của Đức Chúa mỗi gia đình phải ăn một con chiên rồi thì lấy máu bôi lên trên bậu cửa, đó là dấu hiệu để Thiên Chúa vượt qua những nhà có ghi dấu máu chiên mà tha chết cho những con trai của họ. Một biến cố khủng khiếp và vĩ đại xảy ra cho dân, đó là sứ thần của Chúa vượt qua những nhà có ăn thịt chiên, có dấu máu bôi trên khung cửa. Ở trong khi đó thì những con cái của Ai Cập đã bị giết chết trong đêm đó, ngay cả con trai đầu lòng của Pharaoh.
Và để ghi dấu ấn này, dâng lên Chúa tâm tình tri ân, thì hàng năm dân Chúa phải mừng lễ vượt qua. Mừng lễ vượt qua. Ý lễ của tiệc vượt qua này nhằm tạ ơn Thiên Chúa, bởi vì Chúa đã cứu dân của người. Trước hết, Chúa cứu dân khỏi Ai Cập, vượt qua biển đỏ khô chân. Và Chúa cứu vượt qua những nhà có ăn máu chiên. Như vậy thì chúng ta thấy ý nghĩa vượt qua trước hết là một sự tưởng niệm, đồng thời là một nghi lễ tạ ơn. Rồi khi dân định cư trên đất Canaan, đánh dấu một mùa đông khi kết thúc và mùa xuân đến, thì người ta dâng cho Giê-hô-va hoa trái đầu mùa. Thay vì là chiên cừu, thì bây giờ họ sống định cư định canh, dâng cho Chúa thổ sản hoa màu. Và khi dâng thổ sản hoa màu những quả đầu mùa như vậy, thì người ta xin Giê-hô-va chúc phúc cho họ được mùa màng bội thu. Người ta loại bỏ men cũ và làm men mới. Trong khi chờ đợi men mới, người ta ăn bánh không men. Lễ bánh không men bắt đầu mang một ý nghĩa chay tịnh, liên kết với lễ vượt qua để nhớ lại những khổ nhục của họ ở Ai Cập. Và có một sự biến chuyển. Lúc đầu thì lễ vượt qua của người Do Thái mang tính cách gia đình, sau đó thì trở thành lễ của cả một dân tộc. Người ta không sát tế chiên ở nhà nữa, mà đưa vào trong đền thờ nhờ các tư tế sát tế. Và người ta ước tính theo sử liệu thời Chúa Giê-xu, dịp lễ vượt qua thì có khoảng 200.000 người hành hương về Jerusalem. Và nếu cứ căn cứ theo luật, khoảng 10 người ăn chung một con chiên, thì vào dịp đại lễ này có khoảng mười mấy vạn chiên được sát tế. Các tư tế trở thành đồ tể. Và họ không thể sát tế trong một ngày. Như vậy, các tư tế và các Lê Vi phải giết chiên từ 12 giờ trưa của ngày thứ năm. Vì thay vì phải theo luật thì là phải tối thứ sáu mới giết chiên vượt qua. Thứ năm thì đã phải giết chiên rồi, bởi vì quá nhiều. Chúng ta thấy đây là một vài những cái sử liệu, chúng ta thấy cái lễ vượt qua vào thời của Chúa Giê-xu. Chúng ta cũng nên hiểu về cái diễn tiến của bữa tiệc vượt qua này, vượt qua diễn tiến như thế nào. Tiệc vượt qua trước hết là phần khai vị. Phần khai vị gồm có lời nguyện khai mạc của gia chủ, uống chén rượu thứ nhất, ăn rau đắng chấm với một thứ nước chấm có màu gạch. Tại sao vậy? Đây là một nghi thức mang ý nghĩa tượng trưng. Rau đắng tượng trưng cho những khổ ải của họ ở Ai Cập. Và thứ nước chấm có màu gạch tượng trưng như là những viên gạch ngày xưa Pharaoh bắt những người Do Thái phải hoàn tất mỗi ngày mà không giao rơm cho họ. Những cái khổ ải mà người Ai Cập phải đổ trên đầu của dân Israel. Sau đó một trẻ em sẽ đứng lên hỏi gia chủ về ý nghĩa của bữa tiệc này. Sau khi gia chủ giải thích ý nghĩa thì người ta bắt đầu hát thánh vịnh 113 đến 114. Phần thứ hai của bữa tiệc, đây là phần chính. Người ta uống chén rượu thứ hai và gia chủ cầm bánh không men, đọc lời chúc tụng, bẻ ra, chia cho mọi người. Sau đó mọi người ăn chiên vượt qua. Ăn chiên vượt qua, đây là nghi lễ chính của bữa tiệc. Phần thứ ba, người ta uống chén rượu thứ ba, quen gọi là chén chúc tụng. Gia chủ đọc lời kinh chúc tụng trên chén này. Và phần kết thúc, người ta uống chén rượu thứ tư và hát thánh vịnh 115 đến 118. Qua bữa ăn này, chúng ta thấy người Do Thái tưởng niệm biến cố xuất hành của cha ông họ, đồng thời bày tỏ lòng tin tưởng vào Giê-hô-va, xin Ngài nhớ đến giao ước mà cứu giúp họ. Ta thấy khía cạnh hiện tại của bữa tiệc vượt qua không chỉ là nhớ đến cha ông của họ và những kỳ công Thiên Chúa thực hiện, mà trong hiện tại xin Chúa cũng ghé mắt đoái thương chúc lành cho dân Chúa. Đồng thời họ nghĩ đến Giê-hô-va là đấng đích thân cai trị họ, và cũng là ngày mà vương quốc Thiên Chúa được hoàn thành mỹ mãn. Như vậy chúng ta thấy bữa tiệc còn nhắm đến khía cạnh tương lai nữa, không chỉ dừng lại ở hiện tại. Trong bữa tiệc vượt qua, chúng ta thấy có đầy đủ những yếu tố giống như những yếu tố chúng ta nói ở một bữa tiệc bình thường. Trước hết, đó là sự hiệp thông. Hiệp thông giữa các người, các thành phần trong gia đình, hay ngay cả những thành phần trong cùng một dân tộc. Bên cạnh sự hiệp thông đó, đó là sự hiện diện. Họ hiện diện với nhau để ăn chiên vượt qua.
Rồi yếu tố sát tế, yếu tố hy sinh là rõ ràng. Trong bữa tiệc vượt qua thì phải có chiên vượt qua được sát tế. Yếu tố sát tế hay là yếu tố hy sinh. Đồng thời người ta chia sẻ cho nhau chiên vượt qua và những thức ăn đã được dọn ra. Rau đắng, bánh không men. Tất cả những cái yếu tố đó của một bữa ăn thường nhật ta thấy đầy đủ nơi bữa tiệc vượt qua. Và sau khi chúng ta thấy là khảo cứu về bữa tiệc vượt qua thì ở những buổi học kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu về bữa tiệc ly của Chúa Giêsu và bữa tiệc thánh thể của Hội Thánh ngày hôm nay. Chúng ta kết thúc bài học này. Xin được nhắc lại, chúng ta tiếp cận với bí tích thánh thể từ những khởi điểm bình thường của cuộc sống, đó là từ bữa ăn thường ngày đến một bữa ăn mang tính cách tôn giáo. Và rồi ở bài học khác chúng ta sẽ đề cập từ bữa ăn mang tính cách tôn giáo đến bữa tiệc thánh thể. Xin cảm ơn tất cả các bạn.